Nói đến bất động sản ven sông, Nga nghĩ rằng là không cần phải nói nhiều. Bất động sản ven sông hiển nhiên là đắt giá. Tầm sông vốn là kho báu của tất cả những cái khu đô thị phát triển trên thế giới và có là cội nguồn của tất cả những cái thành phố sầm uất nhất. Paris không thể nào trở thành kinh đô ánh sáng nếu như mà không có mọc lên bên hai dòng sông Seine thơ mộng, hay nếu như ở London, Chelsea không thể nào mà trở thành bất động sản đắt đỏ lên tới vài triệu bảng Anh nếu như mà không mọc ở bờ tây của dòng sông Thames. Và theo những nghiên cứu của Đại học Groningen tại Hà Lan thì tất cả những cư dân và sống tại những khu đô thị có mảng xanh lớn bên những dòng sông đều có chỉ số hạnh phúc rất cao. Và đấy cũng là lý do tại sao mà tất cả những cái thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới đều có một con sông huyết mạch chảy qua, và sống ở ven sông đã trở thành tín ngưỡng của giới thượng lưu trên toàn thế giới. Và nhìn vào bức hình này, các anh chị sẽ thấy gì? Tất cả sự xuất sắc nhất của những ngôi nhà nằm ở vị trí The River Wharf, là phân khu nằm trải dài mặt sông đối xứng với resort 6 sao, và đây là cái sông phụ lưu của sông Sài Gòn. Tất cả những gì đắt giá nhất nằm ở tầng view của những căn nhà. The River Wharf gồm có 3 dòng sản phẩm chính, đó là River Townhouse, River Front Villas bao gồm biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. 100% tất cả các căn nhà đều có hai mặt tiền thông thoáng. 100% các căn nhà đều không có đường đâm, không góc chết và đẹp đến từng cm. Các chị có thể nhìn thấy trong vòng bán kính 100m, đó là bến du thuyền, đó là cung đường về nhà của những người giàu nhất Sài Gòn. Đó là bao quanh bởi 1,9 hectare công viên ven sông và 1 hectare mặt nước đi qua phân khu. Và tự hào nói rằng The River Wharf có là phân khu có mật độ cây xanh và mặt nước cao nhất trong dự án, lên tới 3 hectare. Trong vòng bán kính 500m là công viên ven sông, tất cả những tiện ích là vườn già bộ, vườn già ánh sáng, quảng trường ven sông. Có là sở hữu resort club house với tiện ích xứng tầm lên tới 3.600m². Với tất cả những điều này, The River Wharf tự hào là điểm đến của ngôi nhà đầu tiên của người Sài Gòn. Bởi vì tại The River Wharf, chúng tôi có định vị đó là phong cách sống của đẳng cấp sống thượng lưu xứng tầm giữa thiên nhiên. Và sản phẩm đầu tiên, món quà đầu tiên dành tặng cho người Sài Gòn, một tràng pháo tay dành cho River Townhouse, một sản phẩm thích hợp của sự hoàn hảo, sự lãng mạn, mộng mơ. Tại sao lại nói rằng là River Townhouse là biểu tượng của sự hiện đại, lãng mạn và mộng mơ? Bởi đó là sản phẩm của những ban công thơ mộng phủ đầy hoa. Với nguồn cảm hứng đến từ thành phố của lễ hội hoa xinh đẹp Amsterdam, nơi đây có nổi tiếng với những cây cầu hoa phủ đầy trên những dòng sông và những căn nhà mà có những ban công hoa dạng hiến thảo. Những căn nhà dịu dàng duyên dáng đôi mắt phố, và bất kỳ ai đi qua những căn nhà như ở Townhouse đều không thể nào chấp lời những vẻ đẹp của những ban công rực rỡ hoa thanh thoát ép mình bên dòng nét mình bên dòng cây xanh. Có là một sản phẩm dành cho tất cả những ai là những người mà yêu sự lãng mạn và mơ mộng. Có là sản phẩm mà dành cho tất cả những ai yêu thích kinh doanh để thỏa mãn cái niềm đam mê nho nhỏ của mình trong chính ngôi nhà nhỏ xinh của mình. River Townhouse là vùng đất của những tiệm trà hoa nhỏ, của những mái vòm cong cong rủ bên hồ. Đối với những người mơ mộng, River Townhouse có là vùng đất của những cửa hàng bánh ngọt Hồng Kông, và River Townhouse có là vùng đất của những tiệm thời trang boutique. River Townhouse 100% các căn nhà đều có thiết kế thông thoáng hai mặt, 100% là đường hoặc là công viên. Mặt trước là đường, mặt sau là view sông với những ấn tượng nổi bật. Nếu như mà người Ý tại Venice tự hào bởi vì là mình có một cây cầu đá bắc ngang qua dòng sông thơ mộng, thì nhà của người Sài Gòn tại River Townhouse tự hào bởi vì là mình có những cái cây cầu hoa gỗ, những cái đêm trăng lãng mạn là điểm hẹn hò của giới trẻ tại Sài Gòn. Và đến với River Townhouse, người ta tự hào bởi vì nhà của mình với mặt trước là đường, mặt sau là một tầm view đắt giá với view sông, mà nhà cách mặt sông một sân vườn.
Mặt trước, mặt tiền của River Townhouse, anh chị có thể thấy được về sản phẩm. Chúng ta sẽ có những căn nhà mặt tiền, căn biển hình là mặt tiền 5m và những căn lô góc và đầu ngồi với mặt tiền đó là 6m, chiều cao là 14,8m. Đây có là những cái căn nhà bông tích nhỏ xinh với diện tích đó là 70m2. Mặt trước, kiến trúc, nói về kiến trúc của River Townhouse đó là kiến trúc hiện đại nhiệt đới đi theo chủ nghĩa tối giản với những đường nét tinh tế gọn gàng và sử dụng những chất liệu có chủ đích với những cái hệ khung thép sơn màu và với điểm nhấn đó là những tan tương hoa. Cửa tại River Townhouse cao lên tới 2,95m giúp tăng tính nhận diện của thương hiệu và giúp cho nhà cửa thoáng đãng khang trang. Chúng ta sẽ đi vào mặt trước của căn nhà, đi vào layout, anh chị có thể thấy được đó là mặt trước thì là đường, mặt trước là đường ạ, mặt sau là sông. Chúng ta đứng sang bên này anh chị có thể rõ hơn đúng không ạ? Khoảng lùi trước của căn nhà đó là 3m và trước mặt đó là đường 12m. Đường 12m thì bao gồm có lòng đường là 6m, vỉa hè hai bên là 3m và sở hữu River, những căn River Townhouse công tích diện tích khoảng 70m2. Nhưng mà chủ nhân của River Townhouse có thể sở hữu cái không gian kinh doanh với vỉa hè 6m, bao gồm 3m vỉa hè và 3m là lùi trước để có một cái không gian kinh doanh có thể tối ưu nhất. Mặt sau lùi 1,2m và khoảng cách từ mép nhà, khoảng cách từ mép nhà cho tới mặt sau, cho tới dòng sông là từ 4m cho tới 10m. Và cảnh quan của River Townhouse được thiết kế theo triết lý mặt nước tĩnh lặng, có nghĩa là con người được sống gần gũi gắn kết với cả thiên nhiên. Cứ 50m là có một điều gì đó xảy ra với những bậc thềm nghỉ được thiết kế với cả những hệ đèn lung linh và huyền ảo. Và đây có là điểm đến, những cái nơi mà lãng mạn nhất sau những căn nhà và có là cái đêm trăng đẹp nhất tại Sài Gòn đằng sau những căn bông tích thơ mộng River Townhouse. Sao đẹp. Và chúng ta cùng đi vào mặt bằng tầng. Tổng diện tích sàn của River Townhouse là 164,53m2. Và sự vượt trội của những căn River Townhouse có nằm ở trần cao 5,4m. River Townhouse được bàn giao thô và với tầng 1 trần cao 5,4m giúp cho gia chủ có thể linh hoạt thiết kế tầng lửng để tối ưu hóa không gian kinh doanh, hoặc là nếu như mà để ở thì có thể là để căn nhà có thể khang trang rộng rãi. Và các chị có thể nhìn thấy về diện tích sàn từng tầng. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với linh hoạt công năng vừa để kinh doanh và vừa để ở của River Townhouse được chủ đầu tư gợi ý. Có bàn giao thô và nhà sẽ được gợi ý đối với phương án thiết kế để kinh doanh. Những căn townhouse có cái không gian tầng 1 kinh doanh lên tới khoảng gần 40m2. Gần 40m2 là cái không gian kinh doanh ở bên tầng dưới. Tầng 2 có thể bố trí đó là không gian của phòng khách, của phòng ăn và hai phòng ngủ bên trên. Và đây có là một cái không gian lý tưởng dành cho những cặp gia đình trẻ có thỏa mãn kinh nghiệm kinh doanh của mình hoặc là có thể cho thuê để kinh doanh. Và tầng 2 để sống và tầng 3 đó là một cái không gian rất là chill, ban công với chiều cao của tòa nhà đó là 14,8m. Mặt trước thì là những căn đường nhỏ rất là xinh, vỉa hè, lùi vỉa hè 3m. Đằng sau thì nhà cách mặt sông cái khu vườn hoa và những cung đường tản bộ. Các chị có thể nhìn thấy những cung đường dạo bộ bằng những đá núi rất đặc trưng của nhà sáng lập EcoPark. Tận dụng được không gian của vỉa hè, của cây xanh, của cảnh quan thiên nhiên bên ngoài để có những cái kinh doanh rất là chill của những tiệm trà, tiệm bánh. Và đó có là nét đắt giá của những căn nhà phố. Nếu như anh chị có đến nhà phố tại EcoPark tại Hưng Yên thì có thể nhìn thấy được rằng là nhà phố tại EcoPark có những cái nét duyên dáng rất riêng, bởi vì nó không nằm ở cái thiết kế bên trong của căn nhà. Sự đặc trưng của chúng ta vượt trội vẫn nằm ở những căn nhà phố trần cao, thông tầng. Nhưng mà cái nét xuất sắc nhất chính là cái cảnh quan thiên nhiên bên ngoài phù hợp cho mọi kinh doanh khi mà con người đến đây có tìm về với thiên nhiên. Đối với phương án để ở thì có gợi ý thiết kế là không gian phòng khách và phòng bếp ở bên dưới tầng 1 sẽ có thêm một phòng đa năng và thêm một phòng ngủ so với không gian tối ưu ở tầng 2. River Townhouse có là một cái không gian dành cho những người trẻ thích kết nối mà sống giữa không gian rủi ro giữa thiên nhiên. Và đối với tất cả những sản phẩm của nhà sáng lập EcoPark thì sẽ luôn luôn là những cái sản phẩm hoặc là có vị trí hấp dẫn nhất, hoặc là có bản thiết kế xuất sắc nhất, hoặc là có tổng giá hấp dẫn nhất. Nhưng mà đối với River Townhouse, nhà tin rằng có thể khẳng định với anh chị đây là một trong những sản phẩm hiếm hoi có thể đáp ứng được
sản phẩm vô cùng hấp dẫn. Nhà của người Sài Gòn, những căn nhà đầu tiên, River Townhouse có kể về những cái căn nhà nhỏ xinh với những ban công phủ đầy hoa thơ mộng. Và mỗi một buổi sáng khi mà thức dậy, nói về ban công của River Townhouse, đó là những chiếc ban công nhỏ xinh, tối ưu hóa tầm view, mặt trước và mặt sau đều có ban công và có loggia các anh chị. Và mỗi một buổi sáng thức dậy, khi mà nhâm nhi một tách cà phê ở ban công và hướng tầm mắt ra bên ngoài để nhìn những dòng sông thơ mộng của những cây cầu hoa, River Townhouse có kể câu chuyện về những căn nhà lãng mạn với kiến trúc của những ngôi làng, với kiến trúc của những căn nhà hoa tại Amsterdam, tại Hà Lan. Và đây, mỗi một buổi sáng thức dậy mang đến cho con người ta cảm xúc rằng sống tươi mới trong từng khoảnh khắc. Và đây chính là món quà ngọt ngào đầu tiên mà Eco Village